Trường nó kia kia thôi, cái dòng nó quả này thôi.
dùng hết rồi. Em treo đến này, em bé ở đây đợi mẹ nhá. Này em bé bỏ hai quả đi vô thế này. Nhiều quá. Nhiều ạ. Thôi phải trông cho mẹ nha. Đi đâu mẹ lên lấy thêm một tí là rồi mới chiên cái úp vào đấy thối lên. Em mới trông mẹ lấy tí nữa nhá.
mẹ mẹ đi biển. Hai ba rồi đi. Nặng quá, nặng quá. Tiền nhé. 10.000 này. À có. Có tiền mua sữa đấy đó. Okay. Đi học năm 2 tuổi em còi đấy. Còi năm 2 tuổi rồi. Còi luôn nhỉ. Còi. Đây có tiền. 20.000 được nhiều không? Được kiếm nữa. 20.000 được nhiều không? 3 cân là bao nhiêu thì cân? Hơn hả bà? Ôi hơn. Đây của bà. Con lẹ mà. Cầm tư đây. À. Dạ. À nha. Đi nào. Tiền đấy nha. Thối đấy nha. Cảm ơn bà nhá. Bye bye đi con. Bye bye đi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ông khai sinh đi. Bye bye đi. Bye bye đi nào. Hôm mai xa, hôm mai xa khai sinh. Bye bye đi. Ông còn nhỏ hơn con nhà rồi cho. Con nhà Duy gắn cái lên hắn rồi. Chào ông bà, ta đi thôi nhỉ. Chơi mất rồi. Lại lấy đi nào, đi lấy bà. Đây, chú ăn ổi này. Em đang làm chay đây này. Em mổ ổ đây này. Ta để ổ nhỉ. Mẹ cân cho ba ở bà
Ngáp không? Thank you.
em bé đang học bài à? Úi rơi rồi này, mẹ nhặt cho. Cơm. Đây, bút của em đây. Em học đi. Mẹ chấm cơm cho em ăn nhé. Em ngồi học đây. Ôi ngoan đi. Đang ngồi học bài đấy nè. Lấy cơm em ăn nhé. Ngon chưa? Ngon đó em bé này, em bé ăn nó hết cho mẹ rút em. Trong chỗ nắng ăn. Mẹ có mẹ đâu? Dạ. Tôi đậm. Mẹ biết nào quá. Thì em bé tô đi. Để nào á? Dạ tôi đó. Cầm cái bút cầm lại đi. Mẹ tôi đẹp thế, mẹ tôi mẹ sao nè. Mẹ tôi đẹp nè. Này mẹ đút đi. Ngon đẹp. Ngon quá nè. Ừ. Mẹ tôi trở nè. Con cho mẹ như vậy. Mẹ ngon lắm nè. Mẹ đút nhé.